Xin chào các bạn, Hà Trung Kinh xin gửi đến các bạn một vlog với đề tài rất chi là thú vị, đó là dòng nói Huế. Đến với người Huế thì người ta bắt gặp những cái câu hỏi dạng như là có cái mua bạn đến Huế chưa? Bạn thấy Huế răng, món ăn Huế có ngon không? Dòng Huế ngay chứ là ha. Đó là những câu hỏi thông thường mà người Huế vẫn hỏi những du khách đến Huế. Nhiều người đến Huế đã ấn tượng với những cái con người rất là nhẹ nhàng thân thiện, ấn tượng với những ngôn từ và những âm dòng của con người xứ Huế nơi đây. Nói đến Huế thì tôi cảm thấy rất là lạ khi con là một cái con người nhưng mà tiếng nói lại có những cái âm điệu rất khác nhau trong mỗi vùng miền. Nếu bạn là người Hà Nội gốc hay là người Sài Gòn chính hiệu thì cái tiếng Huế nó rất là lạ luôn đối với bạn. Quá đội lá lông cho nên nó đã trở thành một nét riêng rất là ấn tượng đối với du khách thập phương khi đến Huế. Dòng nói Huế đã là mất cái tiếng Huế còn là hơn. Người nghe là vì những cái từ mà chí, mô, răng, rửa, tê, nở, hạ. Tiếng Huế cũng là trong việc dùng từ chỉ vật. Ví dụ như con một vật để đựng thức ăn, người Bắc gọi là bát thì người Huế gọi là đòi, người Nam gọi là tô. Để chỉ một động tác mất cân bằng rơi xuống đất, người Bắc gọi là ngã thì người Huế gọi là bộ, còn người Nam thì gọi là té. Cách đây một tháng tôi có đi đến huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An chơi một thời gian, trong khi giao tiếp với người dân ở đấy thì họ thắc mắc với tôi một từ, đó là cái từ ột nhột. Cái từ ột nhột đó thì nói đến một sự ngại ngùng. Người dân ở đấy mà họ để chỉ đến sự ngại ngùng thì họ dùng cái từ rây, từ thèn. Còn người Nam thì người ta nói là ngại, ngại ngùng thì chỉ đến một cái sự việc cái đó mà ngại ngùng thì họ nói là ngại ngùng. Là đối với cái ngôn ngữ Huế thì cái ngôn ngữ trong dân gian còn khác trong hoàng tục. Trong hoàng tục ngày xưa thì cái chữ mề thì dùng để chỉ cái các ông hoàng, còn trong dân gian á thì là nó để chỉ các cái người phụ nữ, người đàn bà cao tuổi, hoặc là chỉ để chỉ bà ngoại, bà nội. Bởi vậy chỉ cần nghe một cái câu nói thôi cũng có thể hiểu phần nào văn hóa của một vùng. Thì bên cạnh đó cũng có những cái dòng thơ cũng mang âm hiệu, âm hưởng và âm điệu của xứ Huế, như là Huế ơi, nhịp cầu cống mà con đường thì thẳng, một đời anh đi tìm mãi Huế nơi mô, con sông dòng dằng, con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Có người bảo thì người Huế rất là chi là, con mắt á thì bảo là con người, cái sưng á thì bảo là cái cười, cái chổi thì bảo là cái chùi, cái đầu gối thì kêu là cái tục gối, cái lỗ rũng thì kêu là lỗ rũng, cái móng thì kêu là lỗ khu. Rất là thú vị. Có thể là mấy cái tôi nói hơi nhanh, tôi sẽ nói chậm lại một tí. Mấy cái người mà ở trong bộ lạc thì có thể hiểu rõ, nhưng ngoài bán thì chịu, ngoài bán thì nghe không hiểu được. Ở Huế thì người ta nói là con mắt á thì bảo là cái con ngươi, cái sưng á thì bảo là cái cươi, cái chổi á kêu cái chùi, cái đầu gối á thì bảo là cái tục gối, cái lỗ rũng á, lỗ rũng á thì kêu cái lù rũng, cái mống á thì kêu cái lù khu. Rất chi là thú vị. Nhưng mà khi du khách đến Huế sống một thời gian thì họ là bắt chước nói dòng Huế, nhưng cho dù cái cách bắt chước của họ và dùng đến đâu thì cũng thể dùng với người Huế gốc Huế được. Bắt chước cái theo kiểu mà ngực Hà Nội, éo Huế, mông Sài Gòn, cái kiểu mà rất chi là lạ và khác so với người Huế chính gốc, một người Huế chính tông. Một số người lại cho rằng cái dòng nói Huế thì đây chất thơ và chất nhạc, chỉ cần nghe một cô gái Huế nói là đã thấy cả thơ và nhạc đóng đây trong từng câu chữ. Chẳng hạn như là răng mà cứ theo túi hoài rửa, cái ông ni mới gì chưa tề, sớm trưa chiều ba bữa đi về, đưa vào đón mừng chi không biết. Nghe qua thì rất là dịu dàng, nghe lại thì nghe dũng nặng hàng ba năm. Thực sự thì hắn cũng ức ác cái lòng, nghe khổ ráng thực sự là như rước. Thì nhiều chàng trai khi đến Huế họ cũng có ý nghĩ, vâng, có cái ý định muốn lấy một cô gái Huế làm vợ. Các bạn biết vì sao không? Tại vì cái dòng nói ấy đã tạo nên một nét rất là riêng, rất là đặc biệt của con gái Huế.
không phải nói mê tín cho cái con người con gái Huế là thật chiều hiền đoan trang và lừng chục gì đó hâm hồ đánh đá dễ thương mà không có nơi mô có được. Đúng là như vậy. Tôi vẫn nghe nhiều người nói là dòng Huế thì chỉ thấy người Huế mới hiểu, hay nhiều nhất cũng chỉ là những người miền Trung mấy tay mới hiểu được. Tại sao người Huế có thể hiểu một cách dễ dàng những gì mà người miền Nam hay người miền Bắc nói? Phải chăng người Huế thông minh hơn? Đó cũng là một cái câu hỏi mà khó có cái lời giải đáp. Có người lại bảo rằng thì mỗi lần đi xa Huế mà bắt gặp được dòng Huế thì giống như gặp được bàn cổ tri đó, như gặp được vàng như vợ khải kim cương. Tôi cũng nghĩ như vậy. Có một lần tới chơi Sài Gòn, đáng giả dòng trao đổi bằng hàng với một cái người bạn á, thì được đáp lễ bằng một cái dòng Huế chính hiệu luôn. Một nói chung là một cái dòng chính hiệu ngay Ken luôn, ngay Huế luôn. Vừa cảm giác vừa quê vừa vui. Nhưng đúng là tôi và người bán hàng đều là người dân xứ Huế nên có thể đồng cảm được. Nếu ai đó mà may mắn đến được chợ đúng bá Huế ấy là một cái chợ nào đó ở Huế thì được nghe các chị, các ó và các mề gửi những lời chào mua hàng rất là mục mạc, rất là chân phương. Chẳng hạn như là ó nợ ơi, mua mì sữa cho mề với. Mua mì sữa ở đây, cái từ mì sữa ở đây được hiểu theo nghĩa là mua mở hàng. Nhưng ở Huế có một cái điều kỳ cục, 7 giờ tối rồi con mì sữa, mua mì sữa cho mề với. Rất chi là thú vị. Với người Huế thì những cái từ mô, tế, răng, rửa vừa gần gũi vừa giản dị thân thương, vì nó đã ăn sâu vào cái nếp sống đời thường của người dân cổ đô rồi. Những cái câu từ đơn giản nhưng lại tạo ra một cái sự kỳ lạ đối với du khách bốn phương. Ngôn ngữ đời thường ở Huế thì đối với người Bắc và người Nam á, thì cái tiếng Huế là một cái ngoại ngữ vừa khó nghe vừa khó hiểu. Tiếng Huế khó nghe thì cái cách phát âm không đúng chuẩn của ngôn ngữ tiếng Việt. Như trên tôi đã giới thiệu một số từ và cái cụ thể hơn nữa, chẳng hạn giống như mấy từ như nói á thì kêu là nói, ống á thì thành ố, yếu là thành ưng, mà không là thành khô. Rất là nhiều từ. Chẳng hạn như câu hỏi em có ưng ăn khô có nghĩa là em có yêu ăn không. Khi các bạn hỏi một cô gái về một câu hỏi như thế mà được nhận được câu trả lời ai mặc nòng lai lai được là ngon, ok, tuyệt vời lắm. Và có một cái điều nữa, có một cái khuyết điểm mà trong cái cách giao tiếp của người hiểu thôi cũng nghĩ là không được khá cho lắm, bởi đấy cũng là chỉ là một cái ngôn từ cửa miệng, một cái bộ phận cộng đồng nhỏ của người Huế đó dùng cái từ này, đó là cái từ đù mà. Một số người khi đề cập một vấn đề gì đó hoặc có dân thì họ sử dụng nhiều hơn cái từ đù mà. Thì tôi nhận thấy rằng là khoảng 96.69% thanh niên bạn bè gặp nhau lâu ngày thì chào nhau theo kiểu Huế nghe rất là xúc khang. Đù mà bây giờ mi đi mô, mi khỏe không? À, đù mà ta đi máy trong Sài Gòn như mô. Có một người miền Bắc đã nói với tôi rằng người Huế rất là giỏi, họ có thể làm nhiều chuyện phi thường, đối với con kiến cũng thể làm chuyện đó. Đù mà con kiến. Thật thú vị phải không các bạn? Nhưng đây là cách bày tỏ cảm xúc khi bị cảnh cáo thôi. Nghe qua thì vui tai nhưng không nên sử dụng thì tốt hơn. Tôi nghĩ như vậy. Chúng ta cũng trở lại vấn đề đặc trưng về dòng Huế. Bên cạnh các từ địa phương như mô, tế, răng, rửa, mừng, bừa, chư, đậm chất Huế thì cái điều này tạo nên cái sự khó hiểu, khó nghe cho mấy người lần đầu. Có một cô gái miền Nam từng bị bất ngờ khi lần đầu tiên đặt chân đến Huế thì đã nghe cái câu là câu hỏi là ó đi mô rửa chiều bỏ tay làm dịch là cô đi đâu vậy. Cũng chính cái sự khó nghe khó hiểu đó mà tiểu nghĩa đã tạo nên một sắc thái riêng, không phá tạp với một cái ngôn ngữ bởi một vùng miền nào khác cả. Cái ngôn ngữ Huế không tròn văn rõ chữ nhưng thực sự là rất là giản dị chân phương, không kiểu cách, không màu mè và mộc mạc, thật là đáng yêu. Hãy cùng lắng nghe một cái đoạn đối thoại ngắn giữa một chàng trai và một cô gái sau ngoài xe khách. Chàng trai hỏi là răng bữa chứ, cô gái đấy là cô gái hỏi là răng bữa chứ anh không đến thăm em, có nghĩa là sao dạo này anh không đến thăm em. Anh bị đau chân, có nghĩa là anh bị đau chân. Răng anh không nói em qua thăm, có nghĩa là sao anh không nói cho em đến thăm. Không căng chi mô, mừng em mừng rửa là anh ụt nhục lắm. Không sao đâu, em làm như vậy anh ngại lắm. Rất là vui. Các bạn vừa nghe một cái đoạn đối thoại rất là mộc mạc, chân tình, nhưng là thể hiện tình cảm thắm thiết của đôi trai gái Huế. Thật thú vị phải không các bạn? Người Huế thì không chỉ nhớ về Huế, về sông Hương, thì cần phải là nhớ về núi ngự, mà còn phải nhớ về cái chất giọng đặc biệt
Chỉ cần nghe ai đó mà nói giọng Huế thôi là cảm giác là thấy thân quen rồi. Phố Sài Gòn nữa, đi Hà Nội đó, hay là ở một cái vùng miền nào đó mà trên cái thế giới này, thì nghe tiếng Huế á, thì rất chi là thấy là thân thương. Vừa thế, những cái con người Huế đi xa rất là ghê kết thân với nhau, bởi vì cái tình đồng hương, mà còn bởi vì chúng một ngôn ngữ Huế. Có lẽ với tôi cái mục tiêu dễ nhận thấy nhất khi đi xa có đó là cái cách dễ dàng nhận ra người công quy đó chính là ấm giọng của tiếng nói. Cái tiếng nói thì tạo nên vùng miền và tạo nên cái ấm hưởng của sự truyền tải. Nhiều khi sự mộc mạc đó lại là cái tiếng lắng lòng cho những người con xa quê ngỡ ngàng và kết nối những người gọi là cái đồng hương lại với nhau. Giọng nói thì gắn với con người và được sử dụng tự nhiên như là hơi thở, bình thường thì ít mấy ai quan tâm. Chỉ khi đi xa lâu ngày nó trở thành nỗi nhớ nhung lạ thường. Dù cho tiếng Huế không phải là tiếng chuẩn quốc gia mà chỉ mang tính chất địa phương, nhưng nó lại để lại một ấn tượng không thể nào phai trong lòng du khách thập phương và cũng như con người Huế trên mọi miền của tổ quốc. Giữ chục gì rất Huế đi em. Câu nói này chỉ là lời nhắn nhủ, giữ lấy hình ảnh của một người con gái Huế đón trang thùy mì với tà áo trắng dài với chiếc nón lá, mà còn giữ lại dòng Huế mộc mạc chân phương. Dòng nói có ý nghĩa tinh thần liên hệ với nơi chung nhau cắt ruộng, nơi con người ta sinh ra và lớn lên, vì nó nhất là biểu hiện của âm thanh cho con người ta nhận biết được quê quán xuất xứ của một người. Nặng lòng với Huế, nặng với tiếng già thưa của những cô gái trong tà áo dài trắng thật dịu dàng và thực tha. Và cái ngôn ngữ đặc trưng của Huế là thông điệp mình muốn gửi đến cho các bạn như một lời giới thiệu và một lời chào từ một cái người có của sự Huế. Huế ơi, đẹp lắm quê nhà, câu Nam Ai Hóa, bài ca ân tình, ai đi qua đó miền Trung, xin mời ghé lại cuối cùng với tôi. Vâng, bye bye.